Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này, Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama sóng gió gia tộc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nếu là lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video này. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại đó thì bé Móm đã thông báo chính thức về cái chuyến bay về Việt Nam. Có nghĩa là trong ngày hôm nay thì bé Móm sẽ bay, thì sáng ngày mai sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, tức là phải là một ngày nữa thì bé Móm sẽ trở về Việt Nam. Đó là cái thông tin chính thức mà Ba Giây đã cập nhật được từ khán giả của bé Móm. Có thể nói là bé Móm đang tận hưởng một cái chuyến lưu diễn thành công ngoài mong đợi nha quý vị. Ngoài cái việc đi hát, được tiền khán giả tặng, được tiền cách xe, vừa còn là đi du lịch nè quý vị, thì đó là một cái trải nghiệm mà Ba Giây nghĩ thì bé Móm sẽ khó quên ở trong đời của mình. Ai nghĩ một ngày con gái của có nghệ sĩ sẽ được đi biểu diễn ở nước ngoài, mà đây là nước Úc nè quý vị. Một nơi mà rất là danh giá, nhiều nghệ sĩ rất là mơ ước đến đó hát. Sắp tới đây thì không dừng lại ở Úc mà bé Móm tiếp tục có chuyến xuất ngoại lần thứ hai, chắc có lẽ là ở nước Mỹ đó quý vị, theo Ba Giây được cập nhật được. Đó là lần thứ hai là bé Móm danh dự được hát ở xứ người. Ba Giây hy vọng là lần xuất ngoại lần thứ hai thì bé Móm hát tốt hơn và biểu diễn tốt hơn và không phụ lòng của những cái người bầu show, đặc biệt là anh hai và chị ba đã dìu dắt. Và mới đây nhất thì có một cái tin ở trên cộng đồng yêu mến bé Móm, họ chia sẻ ở trên cộng đồng mạng. Thì cách đây một hai ngày gì đó, anh bầu show ở Trống Đồng chia sẻ là sẽ mời bé Móm về hát trong một cái quán cà phê của anh và sẽ giao lưu trực tiếp với khán giả ở đó. Thì ngay lập tức khi mà anh bầu show này thông báo lịch trình đó, cái lịch diễn của bé Móm đó, thì anh đã bị tấn công. Có những cái nick ảo họ vào cái trang cá nhân của anh này, họ tấn công và dùng những cái lời lẽ phải nói là không hay để đối với anh bầu show này. Và họ cho rằng là anh đã mời sai người, bởi vì họ tin là bé Móm không có cái khả năng để mà hát, và anh đang là cố tình ưu ái cho bé Móm, và họ dùng những cái lời lẽ để mà hạ bệ và chỉ trích cái anh bầu show này rất là nhiều. Đó là cái hành động rất là xấu. Những cái hội mà yêu mến bé Móm đó thì họ nói như thế này: tội cho anh bầu show ghê, chỉ mời bé Móm mà bên kia tràn vô tấn công, ăn không được phá cho hôi hay là gì. Đó là những cái lời lẽ bức xúc của nhiều khán giả ở trên cộng đồng mà yêu mến bé Móm. Có thể họ thấy bây giờ là bé Móm được là quá nhiều show đi, họ cho rằng là cái anh bầu show này là cũng ưu ái đối với bé Móm, cho nên họ bức xúc và tràn vào những dùng những cái lời lẽ không hay đối với anh bầu show này. Mà không riêng gì anh bầu show này đâu quý vị, tất cả những cái bầu show khác khi mà liên hệ với bé Móm đó là sẽ bị cái ác cảm, bởi vì họ cho rằng là bé Móm là không xứng đáng để đi diễn, cho nên là họ tìm mọi cách để mà hạ bệ, để mà phá phách, và coi như là sẽ là dùng những cái lời nói để mà làm những cái người nào mời của bé Móm. Đó là cái việc làm phải nói là khó hiểu. Đây là những cái hành động phải nói là đáng lên án. Cộng đồng yêu mến bé Móm thì chia sẻ rất nhiều những cái bài viết thế này, và họ lên án và yêu cầu phía bên kia dừng ngay việc này lại. Không biết cái chuyện này là do ai khởi xướng ra, nhưng mà thấy bây giờ đó, cái làn sóng mà tẩy chay những cái người mà lên tiếng để mà mời bé Móm là phải nói là khá mạnh mẽ. Có nghĩa là họ muốn phá đó quý vị. Kính thưa quý vị, lúc sáng nay thì có cái tin liên quan tới Bum. Một cái bài viết bên kia họ nói là nhỡ tòa xử cô Xít chú Bánh Xèo thắng thì Bum đó có quay về năn nỉ chú Bánh Xèo chia phần với TLV hay là không ta. Nếu vậy thì hèn lắm nha Bum. TLV là đây là cái con trai của cô Bánh Xèo đó quý vị. Có nghĩa họ cho rằng là nếu như mà tòa xử ở bên kia thắng đó thì Bum sẽ quay về phía Bánh Xèo năn nỉ rồi này kia để mà chia phần với TLV, bởi vì TLV có liên quan gì với con nghệ sĩ mà đòi chia phần. Đây là phải nói là lạ lùng. Họ đang tự quyển hoặc cho mình một cái diễn cảnh phải nói là đẹp. Rõ ràng là họ đang thất thế toàn tập đối với bé Móm. Họ tự tạo ra cái tin này để gọi là an ủi rồi động viên lẫn nhau thôi quý vị. Chứ mình thấy thì cái tình thế và hiện tại đang nghiêng hẳn về bé Móm rồi. Còn cái chuyện mà ở bên kia thắng kiện thì rất là ít phần trăm nè quý vị. Không những ảo tưởng về cái vấn đề là cô Xít thắng kiện thì họ lại là tiếp tục lên một cái bài viết là chia sẻ lại một cái bài báo cách đây cũng đã lâu rồi quý vị, hơn một năm. Bài báo viết như thế này đó quý vị. Ngày 6 tháng 3, báo đăng tin là lần đầu tiên lộ diện là con gái của cố nghệ sĩ. Trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện là nhiều tin giả, tin xấu liên quan tới thân phận của bé Móm.
Liên quan tới vấn đề này thì ca sĩ HB, cháu ruột của cố nghệ sĩ cùng với bé Móm đại diện gia đình chính thức lên tiếng. Bé Móm được cố nghệ sĩ đưa về nhà khi mới vài ngày tuổi, chỉ vừa lọt lòng đã là mất mẹ. Cố nghệ sĩ thương cho nên là để tên mình ở ô cha, trong giấy khai sinh, để trống ô mẹ, đặt tên cùng họ với ông và xem bé Móm như là con ruột. Bé Móm và HB bằng tuổi nhau cùng lớn lên trong vòng tay yêu thương của cố nghệ sĩ và gia đình. Bé Móm sống với là cố nghệ sĩ là ba ở trong căn nhà ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái bài viết họ tiếp tục đăng lên. Không biết là họ đăng lên để làm cái gì quý vị. Rõ ràng là họ đang muốn là lật lại thành phần của bé Móm. Bây giờ thì họ chỉ có hai việc thôi. Đầu tiên là chê bé Móm hát dở. Và thứ hai là nói bé Móm là con nuôi. Cái kiểu như vậy thôi. Chỉ có hai cái đó thôi mà họ tin tưởng là họ sẽ thắng kiện trong cái drama này. Bởi vì thấy hơi lạ không quý vị. Bây giờ chúng ta cũng không biết nói gì, bởi vì chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Phải nói là ngán ngẩm quá rồi quý vị. Bây giờ đợi thời gian sẽ trả lời nha quý vị. Bà Giai tin là bé Móm sẽ có một cái kết quả tốt ở trong cái vụ kiện này. Và chúng ta cũng mong như vậy phải không quý vị. Và cũng chúc cho bé Móm tiếp tục thành công như bây giờ. Luôn luôn được khán giả yêu thương. Và luôn luôn giữ được sự nổi tiếng này. Để sau này có cái việc tốt hơn. Để giúp lại những cái người thân của mình. Bởi vì bé Móm đi diễn thì chúng ta đã tập trung quá nhiều về vấn đề ca hát rồi. Còn cái chuyện kiện tụng thì chúng ta không quan tâm. Bởi vì không có tin tức nhiều đó quý vị. Có thể Benny và luật sư đã thống nhất với nhau sẽ làm trong âm thầm. Chứ là không có công khai cập nhật như trước đây đâu quý vị. Bởi vì trước đây nó có quá nhiều hệ lụy đi. Rút kinh nghiệm từ các luật sư đó, luật sư hình sự đó. Thì nhiều người đã cho rằng là Ni và bé Móm và luật sư nên làm việc một cách thầm lặng. Không nên chia sẻ nhiều. Không nên công khai nhiều nữa. Như vậy là tránh đi cái vấn đề xảy ra những cái khúc mắc, những cái tranh luận không đáng có. Đặc biệt là ở bên kia họ biết được cái đường đi nước bước. Cho nên là có thể là Hồng Ni sẽ làm, nhưng mà làm trong thầm lặng. Và khi mà có kết quả đó sẽ công khai một cách minh bạch nhất. Đó là cái cách làm việc của luật sư cũng như là của Ni ở trong cái thời gian này. Chúng ta cũng nên kiên nhẫn chờ đợi. Và có một số người cho rằng là bé Móm là mãi mê đi hát, kiếm tiền quá cho nên là quên mất đi cái vấn đề kiện tụng. Không phải như vậy đâu quý vị. Có thể là trong thời gian này bé Móm đang tranh thủ để mà chạy show để kiếm tiền thôi. Chứ còn cái vấn đề kiện tụng á, vẫn là thực hiện, bởi vì đó là quan trọng nhất mà. Bởi ảnh hưởng trực tiếp đến cái căn nhà của bé Móm mà quý vị. Thế ba Giai nghĩ luật sư và Ni làm việc, còn bé Móm thì vẫn tiếp tục cái vấn đề ca hát và kinh doanh. Bởi vì có tiền mới thuê luật sư, mới làm việc được. Cho nên là ba Giang nghĩ phải là kiếm tiền từ cái sức lao động của mình ra thì bé Móm mới tự tin chi trả những cái khoản đó và giúp cho mình một cái lợi thế lớn ở trong cái vụ kiện này. Mình nghĩ bây giờ thì cái thời điểm đã chín mùi, bé Móm nên phát huy hết cái khả năng của mình, đó là kinh doanh rồi ca hát. Cứ làm hết công sức thôi, kiếm tiền thật nhiều để là tận dụng cái thời cơ mình đang được quý khán giả yêu thương này và có một cái chỗ đứng vững chắc để bên kia họ không làm gì được nữa. Thì đó là một cái cách mà bé Móm có thể là trưởng thành hơn, cũng như là sẽ có điều kiện hơn để mà giúp lại những người khác trong những người anh em của mình, cũng như là Bum và Mỹ. Đó là nhiều người mong muốn. Và bây giờ, bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.